Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 13 tháng 3. U23 Việt Nam tìm quân xanh tại V-League. Công Phượng chưa được ra sân cho Yokohama FC. Việt Nam có thêm trọng tài FIFA là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. U23 Việt Nam tìm quân xanh tại V-League. U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào bài kiểm tra quan trọng trước giải đấu đầu tiên của huấn luyện viên Chu Jie. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang ráo riết liên hệ tìm các đội bóng đang chơi ở V-League để làm thuốc thử. VFF đã liên hệ với câu lạc bộ Hà Nội, nhà vô địch V-League 2022. Tuy nhiên thầy trò ông Madovic không thu xếp được. Câu lạc bộ Hà Nội cho biết họ đã lên lịch gặp Viettel và Công an Hà Nội. Câu lạc bộ Hà Nội là đội mạnh nên ông Chu Jie muốn có một trận đấu khó để kiểm chứng khả năng tiếp thu chiến thuật của các cầu thủ trẻ. Không tìm được đúng quân danh ưng ý nhưng VFF đang sắp xếp với các đội bóng có khả năng và sẽ thông báo sớm. Theo yêu cầu từ huấn luyện viên Chu Jie, trận đấu giao hữu sắp tới sẽ đóng cửa với truyền thông. U23 Việt Nam sẽ đấu kín để đảm bảo chiến thuật. Vì vậy huấn luyện viên trưởng có thể điều chỉnh, can thiệp theo yêu cầu riêng của mình để đạt hiệu quả cao nhất. Sau trận giao hữu đang được lên lịch, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ rút danh sách trước khi đi Qatar. Huấn luyện viên Chu Jie vừa gọi 4 cầu thủ từ U20 Việt Nam là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt. Trước đó ông thầy người Pháp đã gạch tên 13 cầu thủ U23 ở giai đoạn tập trung thứ nhất. Như vậy ở giai đoạn này quân số của đội là 32 cầu thủ. Công Phượng chưa được ra sân cho Yokohama FC. Nguyễn Công Phượng không được Yokohama FC đăng ký thi đấu ở trận gặp Tokyo ở vòng 4 J-League 1 2023 diễn ra chiều ngày 12 tháng 3. Đây là lần thứ tư liên tiếp Công Phượng phải làm khán giả cho Yokohama FC ở J-League 1. Phượng cũng chưa được ra sân phút nào, chỉ mới được đăng ký cho đội dự bị tại J-League Cup. Yokohama FC để thua Tokyo 1-3, bàn thắng duy nhất của Yokohama FC có được nhờ pha phản lưới trong hiệp 1. Với trận thua thứ 3 tại J-League 1, Yokohama FC vẫn đứng ở đáy bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường của Yokohama. Từ đầu mùa, đội bóng của Công Phượng chưa biết đến mùi chiến thắng, mới chỉ hòa một trận ở J-League 1. Công Phượng còn đặt mục tiêu chơi ít nhất 25 trận trên mọi đấu trường trong lần thứ 2 xuất ngoại sang Nhật. Tuy nhiên tình hình hiện tại vẫn chưa cho phép anh ra sân. Trong số các cầu thủ nam Việt Nam xuất ngoại lúc này, chỉ có Công Phượng là chưa đá phút nào. Quang Hải đã ghi bàn cho Po FC ở League 2 và Văn Toàn dù vừa mới gia nhập Seoul Island đã ngay lập tức được ra sân thường xuyên ở K-League 2. Việt Nam có thêm trọng tài FIFA. Sau khi vượt qua các chỉ tiêu sát hạch của Liên đoàn bóng đá châu Á, trọng tài Lê Vũ Linh được FIFA công nhận đạt trình độ trọng tài FIFA, trở thành vị trọng tài thứ tư của Việt Nam có chứng nhận này sau các ông Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà và Nguyễn Mạnh Hải. Được biết sau khi đạt chuẩn trọng tài FIFA, ông Lê Vũ Linh đã tiếp tục sát hạch lên cấp trọng tài FIFA Elite, tức cao hơn cấp trọng tài FIFA nhưng đã không thành công. Trọng tài Vũ Linh được đề xuất lên trọng tài FIFA vào năm 34 tuổi, sát trần giới hạn lần đầu được đề xuất lên trọng tài FIFA là 35 tuổi. Trọng tài quê Vĩnh Long chính thức được nâng cấp ở mùa giải 2023 sau kỳ thi hồi tháng 1 tại Malaysia. Với danh hiệu mới này, trọng tài sẽ mang theo logo FIFA khi làm nhiệm vụ tại V-League và các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Hiện tại, VFF đã gửi thêm 2 trọng tài trẻ vào lớp hạt giống của Học viện Trọng tài AFC khóa 4 ở Malaysia là Đỗ Khánh Nam và Trần Ngọc Ánh. Ngoài 4 trọng tài nam FIFA, Việt Nam còn có 3 trọng tài nữ là Bùi Thị Thu Trang, Công Thị Dung và Lê Thị Ly cũng đạt chuẩn FIFA. Ở vị trí trợ lý trọng tài, Việt Nam có 10 người, trong đó có 3 nữ và 7 nam. Trọng tài Futsal FIFA có 3 người, đều là nam. Xác định 2 đội bóng đầu tiên vào vòng tứ kết U17 quốc gia. Sau chiến thắng đậm ở ngày ra quân, U17 Sông Lam Nghệ An bước vào loạt trận thứ 2 gặp U17 Đồng Tháp với quyết tâm bỏ túi chọn 3 điểm để sớm có vé vào vòng tứ kết. Tuy vậy, trước một Đồng Tháp thi đấu vô cùng kiên cường, đội bóng xứ Nghệ dù thi đấu tốt hơn nhưng không thể một lần chọc thủng lưới đối thủ trong hiệp 1 của trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, trước sức ép cực lớn của đối thủ, hàng phòng ngự của Đồng Tháp đã nhanh chóng sụp đổ. Phút 48, Phan Nguyễn Quốc Trung ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho U17 Sông Lam Nghệ An bằng cú dứt điểm chuẩn xác. Sau bàn thắng mở tỷ số, đội bóng xứ Nghệ có thêm 2 bàn thắng do công của Trọng Tuấn để ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết U17 quốc gia 2023. Ở trận đấu thuộc bảng C, U17 Viettel cũng có được chiến thắng thứ hai ở giải năm nay khi vượt qua U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. U17 Viettel là đội bóng thứ hai giành vé đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 13 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.